Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay là ngày Chủ nhật thì tôi có thời gian tôi sẽ chia sẻ với các bạn về tại sao nên chọn XC4 mà không chọn L15 V3. Thì nhiều anh em có nói bảo có thể là chửi nhau bảo là thằng này ít tiền, không có tiền mua thì thế nọ thế kia. Nhưng không phải. Khi các em chơi xe thì đừng bao giờ phân biệt là xe nhiều tiền hay xe ít tiền. Đó. Khi các bạn có một đam mê thì không không nên phân biệt như thế nhá. Thì hôm nay mình chia sẻ những cái ưu nhược điểm của những cái dòng xe Naked Bike và Sport Bike và dòng xe Underborn. Thì với cái dòng xe XC4 thì nó có lợi thế như thế này. Thì tất nhiên là cái khả năng vận hành và vững chãi ở trên cung đường dài thì chắc chắn không được bằng cái dòng Naked Bike và dòng Sport Bike. Ví dụ như cái dòng L15 V3 thì mình có ngồi lên rồi thì thấy cảm giác nó tất nhiên máy nó 19 HP thì nó mạnh đấy, nhưng mà đổi lại không những mạnh mà còn rất là đẹp nữa đó. Những anh em nào đã tăm tia mua thì đã biết là nó rất là đẹp rồi, thiết kế cực kỳ đẹp luôn, như xe phân khối lớn. Nhưng cái khả năng vận hành của nó tốt như vậy thì nó vẫn có những cái hạn chế so với dòng xe Underborn này. Thì các em biết là gì không ạ? Thì nó với cái xác nó to và rất là cồng kềnh thì anh em rất là bất tiện khi các bạn di chuyển ở những cái đường hẹp hoặc là đưa xe vào phòng hoặc là những cái ví dụ các bạn đi đi làm ở trong phòng trọ, các bạn đi làm rất là nặng nề, khối lượng bản thân nó là trăm mấy chục cân cơ, thì nó nặng hơn con này khoảng hình như là ở 130 kg đó, thì nó sẽ nặng hơn con này khá là nhiều, nó không thon gọn như con này. Con này luồn lách rất là tốt luôn. Thì cái dòng xe đó nếu như anh em nào mà đam mê mua mua xe xác định là phải chơi lâu dài và nhìn xa, là chứ anh em đừng có thích một chút rồi thấy nó đẹp rồi mua về. Nhiều anh em mua được một thời gian rất là ngắn thôi đã phải bán rồi. Và thứ hai là cái xe sport bike ấy, nó sẽ khả năng cúi đầu chạy là phải hơi gù lưng về phía trước khá là nhiều đó, thì anh em phải ngồi đúng tư thế thì nó mới đỡ mỏi. Chứ anh em nhiều anh em đang ngồi dòng xe Underborn này ngồi lên cảm giác ê mỏi, rất là mỏi vai rất là nhiều, mỏi vai này các bạn ạ. Thì các bạn nếu xác định mua L15 V3 thì các bạn phải tính xa ra, chứ xe đấy chỉ để đi thỉnh thoảng đi phượt đi chơi thôi, chứ còn các bạn nó không thể đa dụng như Exeter được. Các bạn đi làm nó rất là cồng kềnh, hoặc là các bạn bỏ vào phòng trọ các kiểu rất là khó khăn. Nhưng phòng trọ của các bạn có phải là lúc nào nó cũng rộng rãi đâu, nhiều phòng trọ nó thật sự các bạn nhiều cái phòng trọ nó cái đường đi vào nó rất là nhỏ tầm này thôi, thì làm sao mà các bạn dắt rất là khó khăn, và thậm chí là nó không có quai sách này, dắt dắt là nó khó hơn rồi. Thứ hai là cái trọng lượng bản thân nó cực nặng. Thứ ba là chiều cao yên, nếu các bạn nào chân ngắn thì sẽ rất là khó khăn, chống lỡ cỡ lắm, nhưng không như cái dòng xe Exeter này. Thì anh em mua thì phải nên cân nhắc nhé. Cái dòng xe này nó có cái ưu điểm là thiết kế nhỏ gọn và tay lái cầm nó thoải mái hơn. Thì dáng ngồi chạy đường dài nó không không phải là không mỏi mà nó thoải mái hơn đó. Hai con L15 V3 thì nó tất nhiên là người ta tính theo cái khí động học để về tốc độ thì nó núp gió tốt hơn đó. Sport bike thì thiên về tốc độ, còn Naked bike là thiên về sự thoải mái nhất. Ngồi xe Naked bike các bạn cảm giác như kiểu đang cưỡi ngựa đó. Còn cái dòng xe Underborn này thì nó dáng ngồi nó bình thường thôi, nhưng mà được cái hơn ở dòng Sport Bike và Naked Bike là đấy, các bạn biết là gì không ạ? Đây ạ, xin thưa các bạn, đây ạ. Khi các bạn mà
có cái ba lô hay là có cái gì bạn chở, các bạn đặt lên đấy rất là dễ dàng và thoải mái các bạn nhé, và chở được đồ đằng trước, chở được đồ đằng sau. Đó là cái điểm hơn ở dòng Mix 3 và dòng Sport 3. Này mình đã gắn thêm cái ba ga đây, chẳng đồ thoải mái các bạn nhé, ngồi cũng rất là thoải mái, nó bằng phẳng không có dốc gì. Nhưng dòng Sport 3 ấy, L15 V3 thì cũng yên, nói chung cũng to to ấy, nhưng mà với cái dòng CVL 150 hay là nhất là Suzuki GSX ấy, nó nhọn hoắt lên, nó cao chơi vơi, các bạn ngồi chơi vơi rất là khó chịu, ngồi cảm giác là nó không thoải mái đâu các bạn. Thì không chỉ các bạn đi xe bình thường, các bạn còn phải chở người đằng sau, cảm giác nó thoải mái nhất. Các bạn đi xe các bạn bảo tốc độ, nhưng mà nhiều lúc đôi khi các bạn vẫn phải có người đi cùng thì đi tâm sự trò chuyện và đi và nói chuyện nó vui. Nếu các bạn đi xe chỉ để một mình đi thì nó hơi buồn đó. Thì các bạn phải cân nhắc là mua xe xác định tính là phải nghĩ lâu dài, và xác định chơi L15 V3 là các bạn phải nghĩ chơi lâu dài. Như các bạn mua một vài tháng hay nửa năm các bạn bán thì cực kỳ lỗ nhé, cực kỳ lỗ. Các bạn xác định mua thì các bạn phải tính toán, chơi xe chỉ có lỗ thôi, chắc chắn là như vậy. Thì anh em phải cân nhắc làm sao mà xác định mua dòng nào thì phải tính hướng xa xa là nhá. Còn mỗi xe nó có một cái ưu điểm và cái nhược điểm riêng. Còn nếu mà chạy đường dài và độ ổn định cao ấy, thì dòng xe Underborn này không thể ổn định được bằng dòng xe Nexcbike và dòng xe Sport Bike. Đó các bạn ơi. Có thể nhiều anh em còn, mình cũng thế thôi. Đợt trước nhìn thấy xe đẹp rất thích, ai cũng thế. Bởi vì nếu như mà anh em đã thích xe rồi, đam mê, thì cái xe L15 V3 các bạn nhìn là các bạn thích. Ngồi lên cũng sướng các bạn nhé, không phải là về tiền nào của đấy, người ta đầu tư con xe gần 100 triệu thì nó phải khác rồi. Đó, và rất tiếc là L15 V3 chưa được trang bị cái phanh ABS, mà Winner đã được Winner X đã được trang bị rồi. Cái điều đó là rất là tốt cho những anh em nào mà chạy xe đường dài nhiều, và nó nhiều lúc nó giúp ích cho mình rất là nhiều, bởi vì nó không bị chống bó cứng. Mình chỉ mong sao là Exciter phiên bản mới sẽ ra thay đổi gì, thay đổi động cơ có mạnh lên thì mạnh lên, nhưng phải lắp ABS để cho an toàn. Những anh em là phóng tốc độ, nhiều anh em phóng tốc độ kiểu mới lên con xe chạy rất là kinh, nhưng mà các bạn chạy không làm chủ tốc độ, các bạn chỗ nào các bạn cũng phóng tít, đến khi là phanh là các bạn không thể kịp, không kịp phản xạ luôn nhé, không kịp phản xạ thì nó sẽ gây nguy hiểm và không có cơ hội làm lại. Đó là điều anh em nên tránh. Chạy chỗ nào thoáng thì các anh em chạy nhanh thôi, nhưng chỗ nào đông thì đừng có tít làm gì. 100 lần lụa được thì cũng một lần lỡ tay là các bạn nguy hiểm thôi. Với cái dòng xe Exciter này thì các bạn yên tâm, thoải mái đi trong phố cũng ok, đi đường dài cũng gọi là tương đối khá, nói chung hơn tất cả các dòng xe phổ thông, xe số bình thường 150 cm khối với dung tích bằng đốt trở xuống thì cảm giác lái nó là đã hơn rồi, chắc chắn là như thế. Các bạn đi phượt chắc chắn là sướng hơn, future các thứ rồi. Các bạn đi nó sẽ mướt hơn và cái ga nó bốc hơn. Mình có ngồi lên future rồi thì future nó chỉ là cái tiết kiệm xăng thôi, cái trọng tâm nó cao, ngồi chơi vơi lắm nên là không không được sướng. Trong tiền nào của đấy các bạn ạ, người ta tính toán ra rồi, chứ không phải là con xe này yếu kém mặt này mà nâng giá tiền lên cao thì chắc chắn thì không ai mua cả đó, và nó cũng có giá trị của nó. Còn bền của bền tại người thì cũng đúng, nhưng mà nó đúng khoảng 80-90%. Thì nếu như về xét về hai con xe đi cùng người mà cùng giữ giống như nhau thì khả năng là mới biết là con nào bền đó. Đi phải đúng kỹ thuật, riêng xe côn đi phải đúng kỹ thuật, và xe số thì có kỹ thuật nhưng mà kỹ thuật
đỡ hơn một tí, phải liêng xe côn phải đi kỹ đúng kỹ thuật thì nó mới bền được. Còn các anh em mà đi nó lệch pha là cái thì không thể bền được. Thì hôm nay mình chia sẻ đến anh em là nói về dòng xe XC4 hoặc với dòng xe Sport, những anh em nào mà có thích và có ý định mua thì các bạn phải nghĩ xa lại nhé, nó có những cái ưu điểm nhược điểm gì. Các bạn thích bạn mua rồi, các bạn sử dụng nó được một thời gian mà các bạn không nuôi được nó, hay là các bạn đi nó bất tiện khi bạn là đi làm không có thời gian, không có thời gian mà đi, ví dụ các bạn anh em nào đi làm công ty hay là đi làm gì đi gửi vào phòng trọ nó sẽ rất là vất vả khó khăn đấy. Nhiều cái phòng trọ nó nhỏ lắm thì anh em phải cân nhắc nhé. Còn Exeter các bạn nhé, chạy được cả ở nhà, chạy được cả đi làm này, các bạn chạy đi chơi này, đi phượt được các kiểu con đà điểu luôn. Đó là cái, và chở đồ đó, các bạn chở đồ đằng sau này, chở đằng trước này, chở đồ đằng trước này, chở bồ đằng sau này và chở đồ đằng sau tiếp này. Đó, các bạn thấy có hữu dụng không ạ? Đó, nó rất là hữu dụng và hữu ích, đa dụng. Đó, không không phải lý do vì sao mà Exeter được nhiều người mua đâu. Nhiều người tất nhiên là nhiều anh em mua tay ga thì nó có cốp thì nó lộng hơn rồi, nhưng mà được mặt nào thì được này mặt này thì mất mặt kia, thì chạy xe côn nó vẫn có điểm phấn khích hơn xe tay ga. Nó thì mình thì con trai thì cũng có cái ba lô là ok rồi, chả cần đổi đồ nhiều như các bạn nữ thì đi tay ga cho đẹp gái đó. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn về dòng xe L15V3 và dòng xe XC4, thì các bạn chọn xe nào các bạn phải suy nghĩ sâu xa, phù hợp với công việc và các bạn phải có quá trình chạy xe hợp lý, thì các bạn lịch trình chạy xe hợp lý thì các bạn mới nên mua nhá. Khi các bạn mua về các bạn để đấy không đi thì lâu lâu mới đi lần thì cũng hơi hơi là khó khăn đấy. Các bạn mua xe phải đa dụng đa năng, nó mạnh hơn thật, cho cảm giác lái tốt hơn thật, nhưng mà chở người L15V3 mình nghĩ là sẽ không thoải mái bằng XC4. Và các bạn để ở trong các không gian hẹp sẽ kém hơn XC4, nó chỉ nhỉnh hơn một tí thôi, thì mà cái giá tiền nó phải gần gấp đôi đấy các bạn ơi. Thì hôm nay mình chia sẻ đến anh em về cái dòng xe XC4 và L15V3, các bạn chọn xe nào thì các bạn phải lưu ý để mua xe phù hợp với các bạn nhất nhé. Video clip của mình đến đây là xin dừng tại đây. Thì có những điều gì mình sẽ chia sẻ với các bạn, cái gì thấy hay về xe và một số điểm khác thì mình sẽ chia sẻ đến anh em. Bây giờ mình xin dừng clip tại đây. Xin cảm ơn các bạn và chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Các bạn.